Tiếp theo xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương mục món ngon. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế biến một món cá quý vị nha. À, ăn cá thì chắc chắn rất là hấp dẫn và tốt cho sức khỏe nữa đúng không Dũng? Và ngày hôm nay một món ăn cũng lạ miệng và tin chắc là sẽ đem đến cho quý vị rất là nhiều bất ngờ. Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục món ngon. Ngày hôm nay thì Phương Thảo và Xuân Dũng sẽ giới thiệu những cái việc món rất là lạ nhưng mà mới nghe là đã hấp dẫn lắm rồi. Khoai tây nghiền bọc cá hồi chiên giòn. Nguyên liệu của món ăn này thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta sẽ cần ít khoai tây đã nghiền, bột khoai tây, cá hồi chúng ta sắc hạt lựu vừa ăn, bột mì, dầu ăn, hành tây đã băm nhỏ, một ít nước lọc, bơ lạc cũng đã được nóng chảy ra rồi và trứng chúng ta đánh lên cho nó tan. Ngoài ra cần thêm một ít hạt nêm và tiêu nữa thôi. Công đoạn trước hết thì chúng ta sẽ trộn cái bột khoai tây này với 2 muỗng nước. Thảo sẽ nhờ Dũng phụ một tay. Rồi Dũng trộn đều lên giùm Thảo nè. Không để vón cục đúng không Thảo? Đúng rồi. Trong lúc mà Dũng trộn bột khoai tây thì Thảo sẽ bắt bếp lên để chúng ta xào sơ cái phần cá hồi cho thơm. À, chúng ta phải xào sơ cá hồi hả Thảo? Ủa Thảo ơi, cái phần khoai tây á, Dũng thấy nó rất là mịn. Thảo làm bằng cách nào vậy? Mình sẽ hấp hoặc là mình luộc chín. Sau đó thì Thảo sẽ lấy muỗng mình tán ra, tán cho nó nhuyễn ra. Còn nếu như ai mà muốn mịn, thật là mịn á, thì mình cho luôn vào máy xay sinh tố. Rồi, cho hết cái phần bơ này vào. Rồi, Thảo có cho vào đây một tí xíu hạt nêm để cho nó đậm đà hơn. Rồi, Dũng trộn lên giùm Thảo cho đều nha. Trong lúc này thì Thảo, chảo nó nóng rồi, và Thảo sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Thảo cho cái phần hành tây đã chuẩn bị vào. Được chưa Dũng? Nhớ cho nó đều nha Dũng. Sau khi hành tây cũng đã thơm, Thảo sẽ cho phần cá hồi vào đây. Và Dũng nghĩ là cá hồi ngoài cái vị ngon ra, nó còn có rất là tốt sức khỏe đúng không? Chứa rất nhiều omega 3. Mình sẽ cho vào đây một chút hạt nêm, một chút tiêu. Đảo sơ lại. Và sau đó tắt bếp. Bây giờ thì công đoạn tiếp theo, Thảo sẽ đổ sẵn cái phần dầu ăn vào đây luôn. Rồi, vậy được chưa Thảo? Dũng thấy cũng mịn màng lắm. Mịn nhưng mà Thảo nghĩ là Dũng nên đeo bao tay vào và nhồi thêm một tí xíu nữa thì nó sẽ mịn màng và đẹp hơn đó. Rồi xong chưa? Bây giờ mình cho một cái lớp màu lòng trứng, lòng đỏ trứng vào nữa, rồi mình hấp lên thành món bánh khoai tây. Rồi, trước hết thì mình sẽ lấy cái phần hỗn hợp khoai tây mà Dũng đã làm rất là đẹp. Rất nhuyễn và rất đẹp, mịn màng vô cùng. Rồi, mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê cá. Và sau đó mình sẽ bọc lại. Dũng hiểu tại sao mà Thảo phải xào trước rồi. Để cho nó không bị sống đúng không? Vừa không sống mà vừa cá nó sẽ có cái mùi thơm đó Dũng. Nó thấm gia vị. Nó thấm gia vị nữa. Khoảng bao nhiêu là vừa Thảo? Thì tùy Dũng nhưng mà Thảo nghĩ nhiều quá không? Chắc là bớt lại chút xíu thôi. Sợ ít quá thì nó sẽ bị vỡ đó. Cho một muỗng vào đúng không? Đúng rồi. Chúng ta nên bớt cái phần dầu và nước lại. Chúng ta nên... Bây giờ công đoạn tiếp theo Dũng biết là gì không? Chiên đúng không? Không được. Ủa vậy hả? Chưa đủ đâu, mình sẽ nhúng vào bột một chút. Sao khó quá vậy? Bây giờ thôi thì Dũng mở găng tay ra đi. Dũng sẽ bật bếp lên cho chảo dầu nóng. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhúng qua bột mì một lần. Sau đó chúng ta sẽ nhúng qua trứng. Chúng ta nhúng trở lại bột mì một lần nữa. À, là hai lần bột mì hả Thảo? Đúng rồi. Dũng biết làm sao không? Để cho cái lớp bột mì đầu tiên nó sẽ giúp cho cái phần trứng thấm vào. Và như vậy thì cái món của chúng ta nó vừa béo cái vị béo của trứng. Và nó lại vừa có cái lớp bột bên ngoài. Thảo đảo này nha. Cũng cho vào giùm Thảo luôn. Mà căng thẳng đổ mồ hôi dữ vậy Dũng. Thì cái trọng trách của Thảo giao nó dễ quá mà. Rồi bây giờ Dũng có thể dùng cái này nè. Để đây Thảo làm cho. Rồi chúng ta cứ để lửa nhỏ đến khi nào mà nó vàng là mình gắp được phân ra. Đây có những cái đã vàng rồi đây. Em thấy là gắp được ra hết rồi đó. Tại vì cơ bản khoai tây cũng đã chín nè. Cá mình cũng đã xào chín rồi. Rồi, món ăn có vẻ cũng rất là hấp dẫn. Món ăn này thì mình thường ăn kèm với salad.
cà chua hoặc là rau xà lách xoăn, rau cải thì tùy mình thôi. Rất là ngon á. Cái vị bên ngoài thì nó vừa giòn giòn, vừa mềm mềm, béo béo nữa. Và bên trong màu cá lại cảm giác nó thanh thanh, đúng không? Tôi thấy đây là một cái món ăn mà mình cũng có thể làm để đãi bạn bè. Sẽ rất là lạ miệng, mà cũng thấy hấp dẫn đó Dũng ha. Nếu mà ăn để ăn khai vị hoặc ăn chơi, ăn kèm á, thì rất là phù hợp đúng không Thảo? Vậy thì không biết là để ăn no đi, thì buổi trưa, buổi chiều ăn cái gì bây giờ? Buổi trưa thì Thảo nghĩ là mình sẽ ăn món thịt heo khìa, canh cá diêu hồng nấu ngót và ăn với lại cà chua dưa leo. Và như thông thường thì Dục sẽ thiệu quý vị một buổi tối rất là đơn giản, dễ làm. Đó là món bò kho với bánh mì hoặc là với bún.